Lan. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của mình. Mình là Bo đây. Hôm nay mình sẽ đi du lịch ở trường Thành Giang á. Ừ đúng rồi. Bây giờ mình sẽ đi khám phá, tại vì mình đang hiện tại mình đang ở trường cái gì mà du lịch trường Thành Giang. Mình đi khám phá tại chỗ này to không biết bao nhiêu mét vuông nữa. Thôi bây giờ mình sẽ đi khám phá nha các bạn. Đây. Đây xe tôi nhà mình. Đây. Chỗ này trước kia các bạn. Lên cầu thang này các bạn. Các bạn ơi, đây có hai cái ngôi nhà mini. Như cả một cái đèn ấy. Rất nhiều lá cỏ. Và bông hoa đỏ. Các bạn. Nó đang nở. Đây. 1, 2, 3, 4, 5. Kia có một con rồng màu vàng. Và đây có một cái hình tròn lắp bằng đá. Chắc rất là chắc chắn. Chú, chú, chú. Học bài. Mình cứ đi ở đây mình cứ thấy nhiều cái hình tròn lắm các bạn ạ. Rất nhiều. Đến đây là một viên gạch nữa. Đến đây thì nó lại đi xuống bậc thang. Ui rất nhiều hoa này các bạn, hoa màu tím này, hoa màu vàng này, hoa màu cam này, nhiều hoa lại hoa. Đến đây là hết rồi. Hoa sen. Hoa sen. Và một cái ngôi đền. Đúng rồi, ngôi đền. Các bạn quay lại đây nhìn. Rất nhiều là bông hoa màu, có cả lá màu tím này. Đấy. Các bạn nhìn đây là một cái ô. Rất ô, rất là to. Nhưng ở đây một cái tổ ăn gì ấy. Và có ba cái cây. Nó có giữ bởi một thanh sắt. Con đeo mai rùa. Bố không đeo mai rùa. Đây, sơ đồ. Lại ngôi đền. Rất đông người. Sơ đồ. Số 1. Có hai cái cổng vào. Rất đẹp. Các bạn đi lên cái chỗ để chèo thuyền nha các bạn. Có một cái cano đã bị hỏng. Nhưng có một cái cano bị hỏng. Bây giờ chỉ dùng bằng mấy cái màu xanh xanh. Cái buồn. Đúng à. Kia. Đây là một cái đường rất dài. Hàng trăm mét. Đi vào cứ nhìn thấy một đống bông hoa. Lúc bông hoa hồng, lúc bông hoa trắng, lúc bông hoa đỏ. Có cả lá đỏ. Và có rất nhiều cái cây xếp rất đúng chỗ. 1, 2, 3, 4. Hoa hồng này, hoa trắng này. Úi ôi, hoa trắng đầy chưa các bạn? Hoa trắng thì mình không biết đấy là hoa gì ạ. Ui, cây thông này các bạn. Các bạn ơi, cây thông xếp thành mấy cái hình ô kìa các bạn. Kìa kìa. Nhìn cái kia, nhìn cái cây nhọn nhọn nhọn, nhìn giống cái cây thông ấy. Nhìn đi tiếp. Cuối cùng cũng nhìn thấy hoa là... Nó là nhỏ xinh xinh. Đây, trong đây, tiếp mình sẽ vào khám phá. Có cả một cái xích đu. Ui, cây thông này các bạn. Cái cây cao cao nhất ấy. Đấy, cây thông. Rồi mình sẽ đi. À, ở đây cũng là một cái cầu nữa. Đi vào sâu hẳn thì mình đã thấy hai cái gì đó để câu cá rồi. Hai cái chỗ để câu cá. À đúng rồi, cái chòi. Đi rồi các bạn. Mình lại thấy một cái ghế hình tròn. Chà, giống cái mai rùa của mình chưa? Đấy, chỗ này sắp đi được đấy. Ở đây lại có một cái cây cầu nữa.
Thế là bằng gỗ. Sợ lắm, sợ lắm. Sen mọc người ta chụp ảnh. Vâng. Đi, đi đi ra cho gia đình mình đi. Tomato, tomato. Hoa. Cô này để cũng là selfie. Chỗ này câu cá nha các bạn. Có cả ổ điện luôn kìa. Đây không phải, chỗ này chỗ câu cá ấy. Đi sâu vào bên trong mới là ăn lẩu. Chỗ điện này, sợ chưa? Sợ quá, sợ quá. Đi vào hẳn bên trong lần nữa thì mình lại thấy bông hoa hồng. Nó có mật. Đây bông hoa hồng có mật ong nữa các bạn. Mấy cái màu vàng vàng ấy. Mình biết đâu trong đó có thủ ong nha. Một câu cá. Đi vào bên trong mình đã thấy một quả táo khổng lồ. Quả táo khổng lồ. Và một quả chuối và một cái chén. Mẹ mình kìa các bạn. Mình kìa, mẹ mình đang gọi điện thoại. Quả chuối này các bạn. Quả táo. Quả khế. Quả dưa hấu. Vân vân và mây mây. Và đây là cái chỗ trồng trọt nha các bạn. Đây. Ui tomato. Tomato có nghĩa là quả cà chua. Quả cà chua. Quả cà chua. Cái rau củ. Cà chua. Và người ta. Các bạn ơi nhìn kìa, người ta làm mấy cái chai nhựa đây. Một cái gì đó. Đây là hồ nước. Hồ nước. Ủa, chim. Quá chim. Các bạn đầy chim nhờ. Có cả con vịt nữa các bạn ạ. Đây là chỉ là một chuồng chim thôi. Ui đà đỉa các bạn. Đây ra đây với nhà hiếm. Một, hai, ba, bốn. Bốn lồng các bạn ạ. Đây nhá. Đó. Bây giờ mình sẽ đi xem con đà đỉa nhá. Có vẻ nó đang ăn ăn. Cấu kết từng đà điểu. À, đà điểu kia. Vừa nhìn đà vịt bên kia xong. À, nó ở kia. Trường Thành Phan. Các bạn mèo gì? Hai con mèo gì? Đây đây là chuồng gà. Con nai kìa. Con nai kìa. Và con gà và con vịt. Đà điểu. Đà điểu ơi. Các bạn ơi đà điểu. Và kia có cả cái vườn bưởi kìa. Có cả con gì kìa. Con chó. Con đà điểu đang làm gì ta? Nó nhổ lông. Thấy nhiều động vật ở đây Trường Thành Phan. Không phải có cả khu để xem màu. Có cả động vật nữa. Xịn thế. Bí chi linh à? Bí chi linh. Bí chi linh. Tí nữa. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi sâu vào trong rừng này nhá. Đi. Đi vào là một cây cầu. Cây cầu làm bằng gỗ nhưng thực ra làm bằng thắt sắt, đúng là sắt. Uh-huh.
các bạn ơi, mình nhìn đi, có một cái chỗ để khu vui chơi các bạn ơi. Nhưng mà bị bỏ. Yeah. Các bạn ơi, mình nhìn khu vui chơi. Let's go. Các bạn chỗ này đẹp chưa? Sao có mà con hươu này ngáo nhỉ? Ừ, đúng rồi các bạn. Và đây lại có một hình tròn hình lắp view. Mát thế. Đấy, đây là một cái chỗ để làm ngủ, không có lều. Đây, ôi. Lều to quá. Lều, 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 lều. Các bạn, tí chọc qua xuống đất. Chỗ này dành cho hải tặc. Hải tặc cướp biển. Đấy, và đây hải tặc. Ui, các bạn, nhà trên cây kìa. Nhà trên cây. Các bạn ơi, một con hổ. Bạn, con hổ không có lòng đen, mắt không có lòng đen. Hải tặc. Những cái chân xuống. Và kia là một cái nhà trên cây. Đây là cái thứ mình thích. Đây đúng là cái thứ mình thích. Cái xích đu. Và một cái nhà trên cây. Các bạn ơi, mình lại nhìn một một con báo. Nó mất kiểu gì đấy. Cho người ta chặn rồi các bạn ạ. Thôi mình game à. Các bạn ơi, xích đu này là xích đu thật đấy các bạn. Nó còn làm cho cả cái ghế ngồi luôn đi. Đứng được luôn. Tê 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 tê. Sớm chưa? Chỗ này các bạn nào đi chưa? Ê, các bạn, chỗ này nhiều trứng ngại vật cực. Đến đây là thắng này. Thế kìa, bây giờ mình sẽ vượt trứng ngại vật cho các bạn xem nhá. Đây, bắt đầu từ chỗ này đã. Rất sợ sợ. Đây, giải ơi. Lâu không chơi vượt trứng ngại vật. Bây giờ mình sẽ chơi nhá. Level đầu tiên. Level đầu tiên thì thật dễ với mình. Ai? Hơi hơi run. Mình đã qua vượt chướng ngại vật đầu tiên. Ê. Đây, mình đã qua vượt chướng ngại vật. Ôi.
Hầu đâu? Bánh. Bánh hồng. Đây là con nướng. Ở đây là tôi có xe rồi. Cậu ấy đứng dậy nó xem nào. Chi miếng đá nướng nào. Mình sẽ đi quay kèm. Bây giờ mình đến mua bình chì linh. Trường Thành Phan bán kem á. Con kem ạ. Đây các bạn. Sô-cô-la. Và cái này. Sô-cô-la. Có hộp. Ê, mình sẽ mua một đỏ nha. Anh mua một xanh nha. Thích màu gì? Màu đỏ. Em muốn màu này thôi. Có gạo. Thế mình thanh toán đi. Yeah. Mua ăn kem đi. Ngon quá các bạn ạ, ở chỗ này vừa vui lại còn vừa đông vui lại còn được ăn nữa. Thôi video đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình muốn nút like, nút đăng ký nhá. Bye bye bye.